Rồi đã dính rồi cả nhà ơi, chắc chắn 100% luôn. Wow, hai con luôn. Rồi chào cả nhà nha. Hôm nay thì Di có đem theo một cái cần dùng để câu tôm tích. Thì có rất nhiều cái cách để mình bắt tôm tích, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ dùng cái cần để câu nó lên nha cả nhà. Thì cái cách mà mình làm cái cần này thì Di cũng đã có làm video hướng dẫn các bạn rồi. Thì nếu mà các bạn chưa có xem thì các bạn có thể tham khảo lại video đó của Di nha. Thì cái cần này thì mình mua bằng cái đọt cần câu, mình tra vào một cái lưỡi. Cái lưỡi này thì mình mua cái lưỡi rời, cái lưỡi từ cái lưỡi câu mực nha cả nhà, nhưng mà cái lưỡi rời. Bây giờ mình sẽ cắt tỉa ra. Thì hôm nay chiều hôm nay thì biển cạn cũng khá là xa nên Di quyết định là đi câu tôm tích. Nếu bạn có yêu thích thì mời các bạn cùng đi câu tôm tích với Di nha. Giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng đi ra ngoài biển này để đi câu với mình nha. Rồi bắt đầu thôi. Ở đây Di thấy có mấy cái hàng, Di sẽ câu thử nha. Một con nữa các bạn ơi. Wow, quá tuyệt vời luôn. Con thứ hai nha. Đã dính tiếp theo. Một con tiếp theo nữa. Con này thì nó đang ốp. Nó ốp có nghĩa là nó không có thịt đó cả nhà. Có lẽ nó vừa đẻ xong nên nó đã rất là ốm. Ẩn mình dưới cái lớp cát biển ở đây là những cái con sao. Nó ngụy trang mình nhìn rất là dễ biết. Thì nó sẽ có cái hình ngôi sao năm cánh ở trên cái phần cát. Ở đây, đây là những con sao đó đây. Ở trên cái phần cánh của nó thì nó những cái cánh sao thì nó sẽ có một cái điểm màu đỏ. Phần bụng thì nó có rất là nhiều nhiều gai nhỏ luôn, gai mềm. Đây. Trên cái phần cánh của nó thì gai nhỏ và điểm những cái chấm đỏ trên đỉnh của những cái cánh. Ở biển này thì rất là nhiều sao luôn, nhưng mà sao ở vùng biển của mình thì nó nhỏ chứ nó không có to như ở những vùng biển như là Nha Trang hoặc là Phú Quốc. Nếu mà ở vùng cát mềm thì cái hang nó sẽ rất là nhỏ, do là cát nó lúng lại đó. Điển hình là như cái hang này, và con tôm tích của mình nó đã bị ruột rồi, do là cái hang ở phía dưới nó rộng lắm các bạn, và mình đã móc trúng cái ngoe của nó nè, và nó đã thụt vô cái miệng hang đó nha. Cái hang tôm tích cả nhà cứ hình dung như thế này, một cái hang hình trụ, nhưng mà ở trên thì do cát nó sụp xuống á, cái miệng hang nó nhỏ, ở dưới thì miệng hang rất là to. Tôm tích nó nằm sẽ đưa cái đầu ra như thế này. Khi mình đưa cái cần xuống thì mình sẽ móc lên vậy là nó sẽ đi lên. Và nếu mà mình móc hụt á thì nó sẽ mình móc dính ít á thì nó sẽ hụt luôn nha. Rất là tiếc luôn. Mình sẽ đi kiếm một cái hang mới. Ở đây thì thấy có một cái hang nữa nè. Hang ở trên cao thì nó là nhỏ cái miệng hang nha, và đã dính rồi nè.
cũ lên, cát nó đang chuồn xuống và nó đang đắp cái cần của mình rất là nặng đó. Một con tôm tích gạch nha, đang chuẩn bị đẻ trứng. Đây là con tôm tích cái. Con tôm tích cái thì nó sẽ có gạch và cái sống lưng của nó sẽ ửng đỏ lên, nhìn rất là đỏ luôn. Rồi vậy sẽ vô bắt vô và tiếp. Thường thì cái hang tôm tích nó sẽ có từ 1 đến 2 con nha cả nhà. Do cái cần của mình nó bắt nó không có chọn được 2 con. Nếu mà mình sử dụng bằng ống hút á thì nó sẽ bắt được nhiều hơn, do là mình hút lên á, hút lên được 2 con luôn. Cái hang này nó khá nhỏ, dụt à, tiếc quá. Mình có thể cảm nhận được là nó dụt luôn cả nha, nó rút cái đầu vô á, cảm nhận được là con tôm nó đã dụt. Những cái hang này thì khá nhỏ. Cần mình đưa xuống mà nó không xuống là những cái hang tôm tích nhỏ. Rồi đã dính rồi cả nhà ơi, chắc chắn 100% luôn. Wow, 2 con luôn. Ê, rồi trời ơi buồn quá trời luôn, chạy hết con rồi, mình nghĩ y quá, thiệt là tiếc luôn. Như mình đã nói cả nhà thì nếu mà mình móc vô được 2 con thì nó sẽ lên, và hang thường thì nó ở 2 con nha. Rất là tiếc luôn, trời ơi uổng quá. Không sao, hồi mình sẽ cố gắng bắt cho được 2 con một lượt nha. Rồi dính luôn rồi cả nhà ơi, con này đã dính đó nè. Đó, gạch rất là vàng luôn nha, quá ngon luôn. Sẽ cho nó vô nha, thử lại cái nó còn luôn cả nhà. Mà không, nó đã đậm cái hang và cát nó đã chuồn xuống rồi thì mình không có bắt được nữa nha. Tiếp tục một con nữa, con này thì nó trúng ở đâu và nó đã không còn động đậy nữa. Có những cái hang á mình vuột mình ngoáy lại nó dính đó cả nhà, nhanh á thì nó dính, còn có những hang á mình ngoáy lại không kịp nó thụt đầu vô luôn. Đã dính tiếp nha. Đó, mình bắt mình cẩn thận cái ngoe của nó ở phía trước và cái đuôi phía sau thì nó sẽ búng vô tay mình và nó sẽ làm cái tay mình bị rách nha. Đó đó đó, cái ngoe của nó thì nó có hình cái lưỡi dao và nó sẽ móc lại, nó dính vô trong thịt mình rất là chặt luôn. Rất là ngon luôn. Cho nó vô túi nha cả nhà. Đây có một cái hang tiếp theo nè. Cảm nhận là nó đã dính khoảng trên 1 con nha. Đó là có thể là 2 con luôn cả nhà ơi. Không, con tích, tích bự thôi, nó nặng cái cần mình tưởng nó là 2 con luôn chứ. Mình kéo lên mà nước nó theo lên như vậy á là chắc chắn dính luôn nha bạn. Cá nó đang dùi xuống rất là nặng luôn.
vậy đó. Nè. Sảy tiêu nữa rồi, hang này rất là rộng luôn. Hay quá. Thôi là dính lại các bạn. Nó đã sảy rồi á. Rất là nguy hiểm, bắt mấy con này rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi. Búng vô tay là chảy máu liền á, rất là nhức luôn. Cái ngạnh của nó rất là nhọn á. Để nó dít vô tay mình thì nó nhức. Giờ mình mới thấy là cái cảnh biển chiều nó rất là đẹp luôn. Đây thì nước nó từ phía trên nó tuôn xuống. Rất là đẹp luôn. Wow. Nhìn tựa như trong tranh luôn các bạn. Mình sẽ di chuyển tiếp đây. Khá là nhiều rồi các bạn ơi. Tầm gần 20 con rồi. Sẽ cố gắng kiếm thêm số nữa nha. Kiếm tầm khoảng 5-7 con nữa mình sẽ đi lên mình chế biến đó nha. Rất là ngon, nhanh gọn lẹ. Lên luôn rồi. Tôm to nha các bạn. Mình đã đẩy nó xuống dưới luôn rồi. Khủng quá. Nó bám vô cái càng của mình á, cái cần của mình nó còn cái càng luôn các bạn. Hôm nào thì mình sẽ sử dụng cái cọng dây và cái vỏ ốc, mình sẽ câu bằng cái vỏ ốc nha. Một con tôm tích rất là mập luôn. Tôm tích to luôn các bạn. Rồi. Máu đã rướm trên tay của mình nè. Cái càng của nó khi mà vừa tiếp xuống đất thì nó đã bóng cái cát lên liền rồi. Nó làm cho mình nhát tay luôn rồi. Để mình sẽ bắt phía dưới như thế này nha, cho nó an toàn. Mình sẽ quay cả nhà coi cái càng của nó nha. Đây, giống như là một cái lưỡi dao vậy, nó móc vô trong cái cái của mình nè, móc chặt luôn nha. Phần này rất là sắc luôn nè. Đây, rất là sắc và nó bám nó như một cái hình của cái phản vậy đó, nó móc vô rất là sắc luôn. Mình nghĩ là nó cứng ngắc luôn nè. Đó, nghĩ mạnh nó mới tuột ra. Và mà ở đây thì cái dòng của nó đây rất là cứng luôn. Cái móc của này của nó rất là cứng. Nó sẽ bám vào được chắc hơn á. Duy bắt được cũng khá là nhiều rồi các bạn ơi.
Dạ, có lẽ bây giờ Duy sẽ đem vô để đi chế biến cái đó nha. Rồi, thôi các bạn cùng đi Duy nha. Ở đây thì cái dòng nước nó đã chảy xuống và nó tạo thành một cái địa hình rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ di chuyển để đi tìm cái bãi mà mình có thể nhóm được lửa nha cả nhà. Đây là tất cả cái số tôm tích mà sớm giờ Duy đã bắt được nè, rất là nhiều luôn. Rồi Duy sẽ cho lên tinh dĩ nha. Những con tôm tích cuối cùng đã được ship lên. Sẽ cho nó cháy hết cái phần này rồi mình sẽ cho cái số ấy của mình lên mình nướng. Wow, rất là vàng luôn cả nhà ơi, đẹp quá. Wow, quá tuyệt vời luôn cả nhà, rất là đẹp luôn. Mình chỉ cần nướng thêm tầm 5 phút nữa thì cái bề dưới của nó sẽ chín hết rồi mình sẽ đem lên nha. Wow, rất là tiện luôn cả nhà ơi, vàng đều hết luôn rồi. Yeah, mà cái nhà cùng dùng với Duy nha. Mình bắt đầu dùng nha cả nhà. Đây là cái phần nước chấm của Duy. Muối muối ớt chanh nha cả nhà. Mình có thêm đường vào. 1 muỗng đường và 3 muỗng muối. Wow, rất là ngon luôn. Rồi mình sẽ dùng một con tôm tích gạch nha, mời cả nhà cùng dùng với Duy nha. Tôm mình nướng thì tôm này nó rất là giòn. Rồi mời cả nhà. Rất là ngọt và giòn luôn. Dùng hết như đây thì có lẽ là chiều nay mình sẽ không cần phải ăn cơm luôn. Ngoài ra món tôm tích nướng thì mình cũng có thể là chế biến là thành món luộc như cả nhà. Ghê mà cả nhà nha. Giòn và rất là ngọt luôn. Con tôm tích ở ngoài chợ đó, nó như thế nào thì ăn con này nó cũng như vậy cả nhà. Mình không cần phải bỏ vỏ. Do con tôm tích này nó rất là giòn. Nó chỉ nhỏ hơn tôm tích kia thôi. Nhưng mà cái vỏ nó không có cứng bằng. Nướng lên thì cái vỏ nó đã giòn kháy luôn. Ăn vào với muối ớt này nữa thì rất là ngon. Trời đang chỉ mưa tới và Duy mong là sẽ không có bị mắc mưa nha. Bữa giờ thì Duy cảm nó dây dưa hoài nó không hết.
Hy vọng là hôm nay ăn tôm tích vào nó sẽ hết luôn nha cả nhà. Cái nhà xem không? Thịt phía trong rất là nhiều nha, thịt đều hết luôn. Ngoài cái món nướng này thì mình cũng có thể là luộc hoặc là chiên, chiên thì nó cũng rất là giòn luôn, luộc thì mình ăn với muối muối ớt ăn hải sản. Con này gạch nhiều ăn nó rất là ngon, là béo luôn. Vàng hết trơn luôn. Mình sẽ bỏ cái phần đầu nó đi. Wow. Giòn mà rất là thơm. Mình sẽ bỏ đi những cái phần đuôi của nó và cái phần ngoe của nó. Mình vừa ăn trúng cái càng của nó thì nó đâm vào lưỡi khá là rát, nên là Duy quyết định là loại bỏ những cái phần đó đi để cho nó ăn nó được dễ dàng hơn. Gạch không không đây nè cả nhà, gạch nó lộ ra ngoài bụng nó luôn nha. Đây gạch nữa nè, gạch vàng đỏ hết trơn. Cái phần gạch của nó thì mình ăn vào đụng cái phần gạch của nó thì nó hơi cứng cứng, nó dẻo dẻo cứng cứng đó cả nhà, gạch nó rất là chắc. Ngọt. Gạch rất là nhiều nè, nguyên con luôn. Mình chỉ cần câu khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ thôi đã được nhiêu đây rồi. Đây rất là nhiều gạch luôn nè. Mời cả nhà nha. Đây chấm. Ngọt quá. Với nhiêu đây tôm tích thì mình có thể chế biến thành 2 món luôn cả nhà, luộc hoặc hấp và thêm món nướng. Rất là nhiều tôm tích luôn, mình độ tầm cũng khoảng vài chục con tôm tích luôn. Rồi mời cả nhà nha, con này rất là nhiều gạch luôn nè. Thì video của Duy hôm nay kết thúc tại đây, thì hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Nếu yêu kênh thì cả nhà cho Duy xin một like và một lượt đăng ký kênh. Nhớ bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo từ Duy nha cả nhà. Xin chào.